Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi, tối nay giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân tranh cúp Petro Việt Nam Đạm Cà Mau lần thứ 38 đã kết thúc với hai trận chung kết được mong chờ ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ. Sau 6 ngày thi đấu và tranh tài hấp dẫn của 178 vận động viên đến từ 19 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước, ban tổ chức đã tìm được các nhà vô địch của giải và trao cho các vận động viên. Giải đấu năm nay đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính với sự tham gia của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam. Các đội TNT1, thành phố Hồ Chí Minh, Vinsem Hoàng Thạch Hải Dương vẫn tiếp tục khẳng định được ưu thế, giành huy chương vàng ở nhiều nội dung như đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ phối hợp. Những chiến thắng đầy bất ngờ ở các vòng đấu loại, tứ kết, bán kết, chung kết đã thể hiện phần nào chất lượng chuyên môn ngày càng cao của giải đấu và trình độ của các vận động viên bóng bàn đỉnh cao Việt Nam. Ngay sau lễ bế mạc là trận đấu đầy kịch tính của các vận động viên tranh huy chương vàng đơn nam, đơn nữ của mùa giải năm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các trận đấu ở bản tin sau.